và giải ba nữa. Bạn Thị Thúy Linh, bạn Thị Thúy Linh của Thái Bình nhất thắng. Giơ tay lên cháu. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Huyền của đơn vị Bắc Giang ra vùng đỏ xin theo. Hai vận động viên vào sới. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Cổ vũ cho các vận động viên.